Xin chào thân ái và quyết thắng, chào trở lại với channel của mình là Quân Tối Có Đây. Rất vui khi là trong series Run City và sẽ một ngày thật là tốt lành và đẹp vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, và chúng ta thì cũng đã gọi là đến những cái giây phút cuối cùng của sự kiện. Và sự kiện thì mình đã kết thúc trong video ngày hôm qua rồi. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ chờ đợi thời gian khi mà sự kiện hoàn toàn là chúng ta kết thúc. Thì khi đó chúng ta sẽ có rất nhiều bất ngờ trong sự kiện mới cũng như là dịp sinh nhật về Run City. Nhưng mà trước đó thì chúng ta có một công chuyện các bạn, đó là chúng ta sẽ chinh phục Master băng hàng nha các bạn. Vì nói chung là thời điểm cũng đã đến. Quá tuyệt vời các bạn, mới vô trận gặp ngay đội hình bên kia là có đến hai chú rồng Let's God và một chú rồng Forge. Nếu như bên kia là ba chú rồng Let's God thì chắc là có gì đó hay và hò đấy các bạn. Ok, nhưng mình sẽ sử dụng là nanh băng và nanh thân. Trong trận đấu này thì có lẽ chúng ta sẽ có một sự gọi là đối đầu giữa hai team và chúng ta sẽ không bút tháp nha các bạn. Nói chung là một cái kèo đấu rất là gay cấn đến thế này các bạn ạ. Bên kia avatar một cô gái chiến binh tóc màu vàng, nói chung là chắc là biểu tượng Let's God. Có khi là cô ấy đang âm mưu là lên ba chú rồng Let's God đấy. Và tuy nhiên thì hiện tại thì đội hình như thế này rồi. Và đội hình mình thì như các bạn đã thấy, nó sẽ có là rồng bóng đêm, nanh băng và nanh thần, không bút tháp. Một trận đấu sẽ được diễn ra, không biết chúng ta sẽ có thể là thắng được không. Nhưng mà cô gái bên kia là 10.999, có nghĩa là trận đấu này sẽ giúp cho cô ấy một là lên, hai là phải thêm một trận nữa mới lên được. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau vào đấu nào. Khoan đã các bạn, khoan đã, cho mình đổi rồng mùa thu gọi là với rồng bóng đêm nha các bạn. Tại vì rồng bóng đêm gọi là chúng ta gặp ngay hai chú rồng Let's God có ngay hệ bóng tối thì hơi là bất lợi chúng ta với các bạn. Nếu như được thì chúng ta như thế này, rồng mùa thu, nanh băng, nanh thần quyết đấu với hai Super Let's God và một chú rồng Forge. Rồi, trận đấu chúng ta được bắt đầu các bạn ạ. Với lượt đấu đầu tiên thuộc về bên kia sử dụng ngay skill bóng tối của mình. Batty các bạn, hẳn là chủ nhân của gọi là nick bên kia hẳn là một cô gái rồi. Ok, và dường như là Let's God bên kia rất là ưa chuộng về skill bóng tối các bạn ạ. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cho nanh băng đối đầu Let's God. Nanh băng sử dụng Reckless Victory, lấy đi một lượng máu là 138k, đồng thời chúng ta cũng mất đi một lượng máu khá là nhiều. Bên kia chưởng một phát chúng ta gọi là ngậm ngùi cay đắng luôn các bạn. Nhiều khi là mình đang lo nếu như bên mình thế nào đó, thì chúng ta sẽ sử dụng skill bóng tối để mà hồi phục lượng máu cho rồng chúng ta, đồng thời gây sát thương cho bên kia. Trời ơi, 100 gọi là 10k luôn các bạn, quá ghê gớm. Chúng ta sẽ sử dụng skill hút máu lại lần nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta cần phải nghỉ ngơi các bạn ạ. Ta sẽ chuyển sang rồng mùa thu. Nói chung ta sẽ sử dụng là hàng băng chưởng. Rồi, ok. Sao lại chọn chú rồng Forge ra trước thế này? Này thì toang rồi. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng là skill bóng tối các bạn. Rồi, ok. Bên kia thì sẽ sử dụng skill bóng tối tiếp theo. Cho nên mình cứ gọi là tự tin đi. Và mình tự tin bên kia sẽ sử dụng skill bóng tối. Đấy, nhưng mà thôi để cho chắc ăn, mình sẽ chọn chú rồng nanh thần này. Skill bóng tối nè. Đấy, hồi phục lên và gây sát thương bên kia. Đấy các bạn, thế nào sử dụng skill bóng tối. Nhưng mà bóng tối một người các bạn hồi đầy máu luôn. Chúng ta sẽ cho nanh thần quyết đấu bên kia, sử dụng skill hấp huyết. May mà bên kia là máy đánh là không có xài skill hấp huyết các bạn, chỉ xài skill bóng tối thôi. Đấy, trời ơi, nếu không là không là hơi mệt đấy. Rồi, và chúng ta sẽ quyết định bằng một đòn Excalibur nhé các bạn. Không biết đủ sát thương không, hơi phiêu các bạn. Nếu như mình xài skill hấp huyết thì nó sẽ chắc ăn hơn. Ok, hấp huyết nè. Đấy. Rồi, test thử lại nha. Trời ơi, có khi cái pha khi nãy mình sẽ không đủ sát thương các bạn. Rồi, một cái trận đấu rất là khó khăn ta đã vượt qua. Trời ơi, Sonic cũng 10.999. Nhưng mà đội hình thì không có được mượt mà như đội hình khi nãy các bạn. Chúng ta tìm đội hình nào khó khó chút xíu đi. Rồi, cũng được. Nói chung là toàn những rồng 5 sao.
Nhưng mà nếu như mà gặp Kama level 70 thì phải xem lại các bạn. Kama không phải là thứ mà chúng ta có thể là động và chạm vào đấy đâu các bạn. Ảo lắm. Chúng ta gọi là không biết được khi nào là chúng ta lại bị bịt bởi những chú rồng Kama đâu. Ghê lắm các bạn. Chiến thần, trời ơi. Các bạn này gọi là cùng chung suy nghĩ sao cũng biết được gọi là chú rồng Nanh Băng chúng ta còn có một mật danh khác chính là chiến thần các bạn. Có lẽ nào? À, chắc là trùng hợp thôi. Rồi ok, ta hồi phục lên được lượng máu rồi. Đây, chiến thần gặp chiến thần. Nói chung là Lux God chúng ta cũng là một chiến thần các bạn ạ. Hai chiến thần mà. Một người là sát thần băng, một người là bóng tối. Ấy, sao rồi. Cơn ác mộng các bạn. Rồi, chúng ta gặp là La. Gặp hai Queen và Bright Fu. Naruto Titan thì bình thường thôi các bạn. Ok, trận đấu chúng ta đã được bắt đầu rồi. 347k máu, một cái lượng máu mà nó quá là nhiều các bạn ạ. Relic Victory. Chúng ta chưa lên được level 70 nên sát thương cũng hạn chế các bạn, 146k. Nhưng nhiều đó là đủ cho Nanh Thần kết thúc chỗ rồng này trong hai chiêu các bạn. Nếu không bình thường thì phải 4 chiêu cơ. Trời trời trời. Quá dữ dội các bạn, gặp chú rồng Nanh Băng. Ta sẽ sử dụng skill hấp huyết. Nanh Băng sát thương quá cao các bạn. Ô khoan 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 khoan. Nếu mà trùng rồng mùa thu á, one hit các bạn, chúng ta bị one hit. Sao ta? À không sao. Rồng mùa thu one hit chúng ta vẫn còn rồng bóng tối. Ui trời ơi, mẫu bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là level 70 chúng ta gặp khắc chế thế này thì one hit là chuyện là dễ hiểu rồi. Mình nghĩ là skill bóng tối chúng ta sẽ xuyên qua lớp phòng bị bên kia để chia cho hai người mà. Đấy. Vừa phá được cái lớp khiên bên kia luôn. Quá tiện lợi quá các bạn. Các bạn thấy là skill của Blood God là chúng ta quá là gọi là cơ động đi. Trời ơi. Rồi 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 rồi. Chúng ta còn hai trận nữa là lên các bạn. Hai trận nữa lên rank Master 2 rồi. Rồng bóng tối là được xuất trận các bạn. Ok. Không ngờ chúng ta lại gặp một cái là trận đấu cũng khá là gian nan như thế này. Wow, level 70 cách 10 á. Chúng ta sẽ sử dụng vào Repository lần nữa. Phánh 146k các bạn. Tính ra cái đòn đánh này nó khá là kiểu như là nó khá là ổn định các bạn, nó không có bị mà quá là tục canxi hay là canxi gì đó. Rồi ta sử dụng hạt băng trưởng vẫn không đủ để mà xài skill bóng tối các bạn, trưởng thêm phát nữa. Rồi 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 rồi, tình hình chúng ta lại rất chi là tình hình rồi các bạn. Ok, sao hấp huyết có tí xíu vậy. Tình hình rất chi là tình hình, nhưng mà rất may là chúng ta không có bị khắc chế bởi skill nước nên chú rồng kia sẽ không xài skill nước đâu. Giờ sau ai cũng thấp máu hết trơn rồi. Nếu mình xài skill bóng tối các bạn mà không bay màu chú rồng bên kia thì mình bay màu các bạn quá rất là nguy hiểm đi. Nên thôi ta sẽ sử dụng rồng bóng tối thế thân nha các bạn. Rồi 160k. Ôi, đấy. Bây giờ khoan khoan khoan. Với tuyệt kỹ của Nanh Băng thì anh ấy chắc cũng không thể one hit được đối thủ đâu. Hấp huyết. Rồi, hấp huyết chúng ta sẽ trụ được thêm một đòn đánh các bạn. Và sau đó là Excalibur bóng tối. Trời ơi. Rồi 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 rồi. Run Master 2 chỉ còn cách chúng ta một lượt đánh thôi các bạn. Sao mà bên kia gọi là level cao mà Minage có 3 cấp 38 rồi vậy. Không phải tìm đội hình khó lên các bạn. Hai chú rồng level 70 nhưng mà cách 5. Khó hơn không? Rồi ôi, cái này cũng được nè. Có chú rồng Lady cách 10. Chú rồng nhìn đó là chú rồng nhà phát hành đây ta. Rồi ôi.
Đúng rồi các bạn, chú rồng nhà phát hành đó. Sức mạnh gọi là sức mạnh của nhà phát hành là như thế nào? Rồng ba đầu các bạn, có gọi là xoay xoay, có con vẹt luôn. Hồi trước mình nhớ là chú rồng này chỉ có được tặng 2 sao thôi, nhưng đây lên được 4 sao. Chắc là định lên 5 sao các bạn. Ố là la, một chú rồng 4 sao, level 60 là chúng ta hạ gục trong hai nốt nhạc. Rồi, để lượt chú rồng này. Chú rồng này chịu khó này các bạn. Khoan khoan, thì mình chết, chết lại xem. Không có skill khắc chế. Thế thì goodbye. Đấy, chỉ có chúng ta gọi là tung đòn vậy mới đủ hủy diệt trong một đòn đánh đó các bạn ạ. Chứ mà để Blood God phải hai đòn. Rồi, sử dụng skill bóng tối. Ai hồi máu thì hồi đi, 114k. Hấp huyết. Trời ơi, thế thì sao mà đỡ được. Rồi, ok. Sử dụng skill ban. Đấy, thanh toán rất nhanh các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ lên Grand Master 2. Lên Master 2 thì rồi thì chúng ta tạm biệt với chú rồng đánh băng các bạn, tại vì đánh băng ta có bị cấm hệ rồi. Và tạm biệt với hai chú rồng Abo và Abyss luôn. Và chỉ cần Let's God là đủ. Sẽ tìm đối thủ nào mạnh mạnh tí xíu các bạn. Chắc là mới lên rank đối thủ không có. Ồ, được nè. Đối thủ gọi là cũng sẽ có sự gọi là gì đó đây. Sử dụng skill ban không thành. Chúng ta lại sử dụng skill tối. Phá luôn hai kiên. Ôi. Ba người không mất máu ai hết các bạn. Tăng 60% đam. Ôi, 119. Đây thì chúng ta hết máu trâu rồi nha các bạn. 125. Ôi rồi xong các bạn. Ôi rồi xong. 243. Đấy. Đánh thì nhanh hơn, nhưng mà cũng phải là cẩn thận hơn các bạn. Do máu chúng ta không còn nhiều. Ui. Cái đội hình này mà chúng ta đánh là mới vui nè các bạn. Let's God. Ôi. Hai cái rồng kia là 70 luôn. Đánh thì vui lắm. Rồi ok các bạn. Đấy thì sự kiện chúng ta cũng đang chờ đón tới sự kiện mới, cũng như là trong chuỗi sự kiện sinh nhật sẽ có những sự kiện gọi là ngoại lệ, như là chúng ta không biết là có sự kiện giảm giá trái cây không, nhưng vẫn mong chờ các bạn rất có thể nha. Rồi bán off nè, rồi Empower Happy House Trending, rồi nhiều lắm những cái sự kiện ta đều mong chờ sẽ ra trong gọi là buổi sinh nhật nha các bạn. Rồi và các lại video chúng ta đến là hết rồi, hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.